xin chào các bạn nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh và mọi người hãy join vào nhóm telegram và group telegram facebook để không bỏ lỡ những dự án mình chia sẻ trên các kênh của mình cũng như để mình sẽ cập nhật những những cái dự án mà nó đã phân phối token về trong nhóm telegram để mọi người có thể biết ạ ok trong video hôm nay mình hướng dẫn mọi người dự án à mọi người sẽ nhận được token Dofa do, 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 đô từ cái app cma À, cái dự án này thì uh, mọi người cần vào link giữa phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ download cái app này về cho mình nhé. À, cái link đấy thì mình sẽ để phần mô tả cho mọi người, sau đấy kích vào thì nó sẽ chọn phiên bản của android là một, ios là hai hoặc là um, apk là ba nhé. sau khi mọi người kích vào đấy thì mọi người cần uh, tải cái ứng dụng về, sau khi tải về ứng dụng về mọi người cài đặt lên cho mình. cái ứng dụng này nó như là một cái um, uh, uh, một cái bản tin tài chính này và một cái ví uh, chứa các đồng bitcoin trong này tham gia dự án này mọi người có cơ hội nhận được cái điểm point và cái điểm point này mọi người sẽ quy đổi ra cái đồng à, à, DOP này đấy ok à, mọi người tải về cho mình sau đó mọi mở lên cho mình nhé ở đây thì mình đã tải sẵn rồi mình ở trên dùng điện, điện, điện thoại Android thì mình đã tải sẵn rồi ở đây trong này sau đó nó, nó sẽ có giao diện như thế này khi mọi người mở lên nó có giao diện như đây nó sẽ ra có giao diện mọi người chọn ngôn ngữ này ở à, mình ở Việt Nam chúng ta chọn ngôn ngữ Việt Nam này ở đây nó có màu này tùy mọi người chọn màu này Đấy Black này, like này, next này Thôi mình sẽ chọn màu đen nhá Bấm next cho mình Rồi sau khi bấm next thì mọi người sẽ bấm vào chữ join cho mình Sau khi bấm chữ join thì mọi người sẽ đợi đợi trong khoảng 1 đến 2 phút Bởi vì thời gian của cái à, cái ứng dụng này loát nó hơi lâu Thì mọi người sẽ đợi để cho nó loát Ok sau khi đợi khoảng À, chưa đến một phút nhé Mình đợi khoảng uh, 2 3 giây 5 giây thì nó sẽ ra uh, diện à, thế này đây thì vào giao diện chính thì nó sẽ có bản tin này ở đây nó sẽ có mức cái đồng tiền kỹ uh, thuật các đồng tiền kỹ thuật số nó ở đây mọi người sẽ xem được bản tin đây luôn tức là mọi người sẽ xem, xem được giá cả của những cái tóc cần đây đấy ngoài ra mọi người kéo sang phải để xem những cái khác này đây new này new tức là đây là một cái bản tin này đấy báo đấy báo nói về các đồng bitcoin đấy rồi ok đấy giao diện nó khá đơn giản thôi ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tạo ví nhá thì mọi người sẽ thấy này ở đây mục một này mục hai này mục hai là mục ở đây đúng không đây mục hai này đấy mọi người sẽ vào trực tiếp để xem uh, uh, giá cả của các uh, token rồi Thế, thế là một ví này mọi người sẽ bấm vào đây cho mình Ở đây mọi người sẽ bấm vào đồng ý này Rồi Sau khi bấm đồng ý thì mọi người sẽ bấm vào nhập mật khẩu này Sau đó nhập lại mật khẩu bấm con phim cho mình Để tạo ví nhé Ok mật khẩu gồm một chữ cái viết hoa Chữ cái thường Chữ cái à, chữ ký, ký tự đặc biệt nhé Sau khi nhập xong mật khẩu này Nhập lại mật khẩu bấm một con phim cho mình sau khi bấm con phim thì nó sẽ hiển thị 12 ký tự đặc biệt để mọi người lưu lại nhá cái mã cây này sau này mọi người muốn khôi phục ví thì mọi người cần phải lưu lại cái này cho mình nhá bấm copy này, sau đấy mọi người lưu lại cho mình, sau khi bấm copy lưu lại thì mọi người sẽ tích vào đây cho mình, tích vào đây xong thì mọi người sẽ bấm uh, activate nhé, tức là bấm đăng ký nhá cho mình, ok, rồi sau khi bấm activate thì nó sẽ ra diện thế này, đấy như vậy chúng ta đã tạo vành ví rồi, ở đây nó sẽ có star warp ở đây mọi người sẽ bấm star Wars được này tức là mọi người sẽ quy đổi nhá đấy là mọi người muốn quy đổi đồng tiền gì thì mọi người sẽ bấm vào đây để quy đổi này đấy giả sử như đây mình nhập cho 100 à, một token cần à, BNB này bằng à, 477 tốc 700 đô này đấy bấm vào wallet này đấy mọi người sẽ nhận thấy này à, con này nó sẽ chạy lên nền tảng là mạng Pusian nhá à, Pusion nhá đấy Vision Phantom này trong này có hết nhá mọi người nhá phần ơn này phần ơn tức là mọi người sẽ kiếm token à ở đây mọi người sẽ kiếm tốc cần thì phải bấm vào xem không không ra giao diện gì à đây hình như là swap hay sao ra từng cặp tiền đây sau chúng chúng ta quay trở lại đây là để chỉ ví này để chỉ ví nó có mã cây đó mọi người nhá đây địa chỉ ví công khai này tức là để chỉ ví binance mọi người thân nhà... à, có thể gửi tiền vào đây đấy à, quay quay trở lại rồi à khi khi à, chương chương trình Adorot này mọi người cần phải lưu ý là mọi người cần ít nhất mời ít nhất một người bạn nhá không thì mọi người có thể dùng lấy hai điện thoại mọi người có thể à, cài đặt à, dùng một điện thoại chính này à, sau đấy một dùng một điện thoại khác để mọi người có thể cài cài đặt ví lấy link để mọi người có thể chia sẻ để mọi người lấy à, mời thêm một người bạn để mọi người kiếm được cái token cần này nhá để để tham gia được chương trình Android này rồi thì để lấy cái link này thì mọi người sẽ bấm vào phần ba gạch cho mình này <laughs> mọi người thấy không ạ ở đây nó có phần này mọi người sẽ đi mời bạn bè để nhận thêm token cần này này ở cái phần reward này mọi người sẽ nhận được là token cần ở chỗ này và mọi người sẽ quy đổi ra cái đồng phi này nhá đấy sau này mọi người sẽ quy đổi ra đồng phí, đô phi này trong tương lai nó sẽ cho mọi người quy đổi ra đồng đô phi này đấy rồi bây giờ mọi người sẽ bấm vào in brand rồi sau đấy mọi người sẽ sao chép cái cái link này cho mình sao chép cái link này đấy sau sau đấy mọi người đi chia sẻ với bạn bè và người thân để mọi người kiếm thêm tức là mọi người sẽ mở khóa mọi người mở khóa muốn mở khóa được cái cái cái, cái, cái chương trình nhà này thì mọi người cần phải có mời thêm được một một người bạn nhé đấy nó chỉ nói chung giao diện nó chỉ như vậy thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, tất cả đều tiếng Việt nên mọi người có thể yên tâm. Dự án này hiện tại đang là hot nha mọi người nhé khá là khá là uy tín nên mọi người không nên bỏ qua dự án này. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người tham gia dự án nhận tốc cần tốc cần dopi từ cái dự án Aptc uh, à, CMA tạm biệt mọi người hẹn mọi người những video và dán tiếp theo và đừng quên cho mình nút like nếu đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá? tạm biệt mọi người